Thi Thiên 93 Đức Giê-hô-va cai trị, Ngài mặc sự oai nghi. Đức Giê-hô-va mặc mình bằng sức lực và thắt lưng bằng sự ấy. Thế gian cũng được lập vững bền, không thế bị rúng động. Ngôi Chúa đã lập vững từ thời cổ, Chúa hằng có từ trước vô cùng. Hỏi Đức Giê-hô-va, nước lớn đã nổi lên, nước lớn đã cất tiếng lên, nước lớn đã nổi các lượng sóng ồn ào lên. Đức Giê-hô-va ở nơi cao, có quyền năng hơn tiếng nước lớn, hơn các lượng sóng mạnh của biển. Hỡi Đức Giê-hô-va, các chứng cớ Ngài rất là chắc chắn. Sự thánh khiết là xứng đáng cho nhà Ngài đến đời đời. Chương 5 Khi Đức Chúa giê -xu ở trên bờ hồ Genesaret, đoàn dân đông chen lớn nhau xung quanh Ngài đặng nghe đạo Đức Chúa Trời. Ngài thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ. Người đánh cá đã xuống khỏi thuyền giặt lưới thì ngài lên một chiếc thuyền trong hai chiếc là chiếc của Simon. Biểu người đem ra khỏi bờ một chút rồi ngài ngồi mà dạy dỗ dân chúng. Khi ngài phán xong thì biểu Simon rằng: "Hãy chèo ra ngoài sâu thả lưới mà đánh cá." Simon thưa rằng: "Thưa thầy, chúng tôi đã làm suốt đêm không bắt được chi hết, do vậy tôi cũng theo lời thầy mà thả lưới." Họ thả lưới xuống được nhiều cá lắm, đến nỗi lưới phải đứt ra. Họ bèn ra vội gọi đồng bạn mình ở thuyền khác đến giúp. Bạn kia đến chở cá đầy hai chiếc thuyền đến nỗi gần chìm. Simon Fierro thấy vậy liền sắp mình xuống ngang đầu gối Đức Chúa Giêsu mà thưa rằng, Lạy Chúa, xin ra khỏi tôi, vì tôi là người có tội. Số là vì đánh cá giường ấy nên Simon cùng mọi người ở với mình đều thất kinh. Gia cơ và giăng con CBD là những kẻ đồng bạn với Simon cũng đồng một thể ấy. Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng Simon rằng: đừng sợ chi. Từ nay trở đi, ngươi sẽ nên tay đánh lưới người. Đoạn họ đem thuyền vào bờ, bỏ hết thảy mà theo ngài. Đức Chúa Giêsu đương ở trong thành kia. Có một người mắc bệnh phung đầy mình, thấy ngài thì sắp mặt xuống đất mà nài xin rằng: Lạy Chúa, nếu Chúa hướng chắc có thể làm cho tôi được sạch. Đức Chúa Giêsu giơ tay rờ đến người ấy mà phán rằng: Ta khứng, hãy sạch đi. Tức thì bệnh phun liền hết. Đức Chúa Giêsu cấm người đó học chuyện lại với ai, nhưng dặn rằng: Hãy đi tỏ mình cùng thầy tế lễ và dân của lễ về sự ngươi được sạch theo như môi xe dạy để điều đó làm chứng cho họ. Danh tiếng ngài càng ngày càng vang ra và một đoàn dân đông nhóm họp để nghe Ngài và để được chữa lành bệnh. Xong Ngài lánh đi nơi đồng vắng mà cầu nguyện. Một ngày kia, Đức Chúa Giêsu đang dạy dỗ, có người pha ri -si và mấy thầy dạy luật từ các làng xứ Galile, xứ giu và thành Jerusalem đều đến, ngồi tại đó. Quyền phép Chúa ở trong Ngài để chữa lành các bệnh. Bây giờ, có mấy người khiêng một kẻ đau bại trên giường, kiếm cách đem vào để trước mặt Đức Chúa Giêsu, nhưng vì người ta đông lắm, không biết bởi đâu mà qua, họ bèn trèo lên mái nhà, dỡ ngói ra, dòng người và giường nhỏ xuống trước mặt Ngài giữa đám đô hội. Đức Chúa Giêsu thấy đức tin của họ bèn phán rằng, hỡi người, tội lỗi ngươi đã được tha. Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si bèn nghị luận rằng người này là ai mà nói phạm thượng vậy? ngoài đức chúa trời há có ai tha tội được sao? nhưng đức chúa giêsu biết ý tưởng họ, cất tiếng phán rằng các ngươi nghị luận gì trong lòng? nay nói rằng tội ngươi đã được tha, hoặc rằng ngươi hãy đứng dậy mà đi thì bên nào dễ hơn? vả hầu cho các ngươi biết con người ở thế gian có quyền tha tội. ngài phán cùng kẻ bại rằng ta biểu ngươi đứng dậy vác giường trở về nhà. Tức thì kẻ bại đứng dậy trước mặt chúng, vác giường mình đã nằm và đi về nhà, ngợi khen Đức Chúa Trời. Ai nấy đều sững sờ, ngợi khen Đức Chúa Trời và sợ sệt lắm mà nói rằng, hôm nay chúng ta đã thấy những việc dị thường. Kể đó, Đức Chúa Giêsu ra ngoài, thấy một người thâu thuế tên là Lê Vi, đang ngồi tại sở thâu thuế. Ngài phán cùng người rằng, hãy theo ta. Lê Vi bỏ hết mọi sự, đứng dậy, đi theo Ngài. Lê Vi dọn tiệc trọng thể đãi Ngài tại nhà mình. Có nhiều người thâu thuế và kẻ khác cùng ngồi ăn đồng bàn. Các người pha ri -si và các thầy thông giáo họ lầm bầm, nói cùng môn đồ Ngài rằng, sau các ngươi ăn uống với người thâu thuế và kẻ phạm tội? Chúa Chúa Giêsu phán cùng họ rằng, không phải người khỏe mạnh cần thầy thuốc, song là người đau ốm ta không phải đến gọi kẻ công bình hối cải, xong gọi kẻ có tội. họ thưa ngài rằng, môn đồ của dân thường kiêng ăn cầu nguyện cũng như môn đồ của người pha si, chẳng như môn đồ của thầy ăn và uống. ngài đáp rằng, trong khi chàng rể còn ở cùng bạn mừng cưới mình, các ngươi dễ bắt họ phải kiêng ăn được sao? xong đến ngày nào chàng rể phải đem đi khỏi họ thì trong những ngày ấy họ mới kiêng ăn vậy. Ngài lại lấy thí dụ mà phán cùng họ rằng, không ai xé một miếng áo mới mà vá áo cũ. Nếu vậy áo mới phải rách và miếng vẽ mới cũng không xứng với áo cũ. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ. Nếu vậy rượu mới làm nứt bầu ra, rượu chảy mất và bầu cũng phải hư đi. Xong, rượu mới phải đổ vào bầu mới. Lại cũng không ai uống rượu cũ lại đòi rượu mới vì người nói rằng rượu cũ ngon hơn. Chương 31. môi xe đến giảng cho cả Israel những bài sau này. Người nói: Ngày nay ta được 120 tuổi, không thể đi ra đi vào nữa, và Đức Giê-hô-va có phán cùng ta rằng: Ngươi không đi ngang qua sông Giô-đanh này đâu. Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ đi đầu ngươi, Ngài sẽ diệt các dân tộc ở đằng trước ngươi và ngươi sẽ nhận được xứ chúng nó vua sẽ đi trước ngươi, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn. Đức Giê-hô-va sẽ đãi chúng nó như Ngài đã đãi Si-hôn và ấp vua dân Amorit và xứ chúng nó mà Ngài đã hủy phá. Đức Giê-hô-va sẽ phó chúng nó cho các ngươi và các ngươi phải đãi chúng nó tùy theo lệnh ta đã truyền cho. Hãy vững lòng bền chí, chớ sợ chi và chớ kinh khủng trước mặt các dân đó, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đi cùng ngươi, Ngài chẳng lìa khỏi ngươi, chẳng từ bỏ ngươi đâu. Đoạn Mô-xe gọi vô xuê nói cùng người tại trước mặt cả Israel mà rằng, Hãy vững lòng bền chí, vì ngươi sẽ vào với dân này trong xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho tổ phụ họ, và ngươi sẽ chia xứ cho họ. Chính Đức Giê-hô-va sẽ đi trước ngươi, Ngài sẽ ở cùng ngươi, chẳng lìa khỏi ngươi, chẳng từ bỏ ngươi đâu. Chớ sợ và chớ kinh khủng môi chép luật này giao cho những thầy tế lễ là con cháu Lê-vi khiên hòm giao ước của Đức Giê-hô-va lại giao luôn cho hết thảy trưởng lão Israel và truyền lệnh này mà rằng cuối bảy năm nhằm năm giải thích tại ngày lễ lều tạm khi cả Israel đến chầu trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa trời ngươi trong chỗ ngài sẽ chọn thì ngươi phải đọc luật này trước cả Israel cho chúng nghe ngươi phải nhóm hiệp dân sự nào người nam, người nữ, nào con trẻ và khách lạ ở trong các thành của ngươi, để chúng nghe, tập kính sợ Jehovah Đức Chúa Trời ngươi và cẩn thận làm theo các lời của luật pháp này. Những con cái của dân sự chưa biết việc ấy sẽ nghe, tập kính sợ Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi, trọn lúc các ngươi sống trên đất mà các ngươi sẽ nhận được, sau khi đã đi ngang qua sông Giô-đanh. Đức Jehovah bèn phán cùng Môi-se rằng: kìa ngày chết của ngươi hầu gần hãy gọi Joxe rồi hai ngươi hãy ra mắt tại hội mạc để ta truyền lệnh ta cho người vậy môi xe và Joxe đi đến chầu tại hội mạc Đức Giê-hô-va hiện ra nơi trại trong một trụ mây và trụ mây dừng lại tại cửa trại Đức Giê-hô-va phán cùng môi xe rằng kìa ngươi sẽ an giấc với các tổ phụ ngươi dân sự này sẽ dấy lên và thông dâm cùng các thần khác trong xứ mà họ sẽ vào bỏ ta và bộ giao ước ta đã lập cùng họ trong ngày ấy cơn thạnh nộ ta sẽ phừng lên cùng họ ta sẽ bỏ họ giấu mặt ta đi khiến cho họ bị tiêu nuốt nhiều sự tai vạ và buồn thảm sẽ xông hãm vào họ trong ngày đó họ sẽ nói rằng há có phải vì đức chúa trời không ngự giữa tôi nên những tai vạ này sông hãm vào tôi chăng còn ta trong ngày đó sẽ giấu mất mặt ta đi vì cớ các tội ác của dân đã làm trở theo các thần khác. Vậy bây giờ, hãy chép bài ca này và dạy cho dân Israel. Hãy để trong miệng họ, để bài ca này dùng làm chứng cho ta nghịch cùng dân Israel. Vì ta sẽ đưa dân này vào xứ ta đã thề hứa cùng tổ phụ chúng nó, tức là xứ đượm sữa và mật. Chúng nó sẽ ăn no nê và mập béo. Đoạn, Trở đi hầu việc các thần khác khinh dễ ta và bội giao ước của ta khi tai vạ nhiều và sự gian trưng đã xông hãm dân này thì bây giờ bài ca này sẽ rền lên làm chứng nghịch cùng nó vì miệng của dòng dõi nó sẽ không quên vả ta biết những ý tưởng của nó đã kết nên ngày nay trước khi đưa nó vào xứ mà ta đã thề ban cho trong ngày đó Mô-xe chép bài ca này và dạy cho dân Israel. Đức Giê-hô-va ra lệnh cho giô con trai Nun, mà rằng: hãy vững lòng bền chí, vì ngươi sẽ đưa dân Israel vào trong xứ mà ta đã thề ban cho chúng nó. Còn ta, ta sẽ ở cùng ngươi. Khi Mô-sê chép những lời luật pháp này trong một cuốn sách xong rồi, thì ra lệnh cho người Lê-vi khiên hòm giao ước của Đức Giê-hô-va mà rằng: Hãy lấy cuốn sách luật pháp này để bên hòm giao ước của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Nó sẽ ở đó làm chứng nghịch cùng ngươi, vì ta biết tánh bội nghịch và cứng cổ của ngươi. Này ngày nay, lúc ta còn sống với các ngươi, các ngươi đã phản nghịch cùng Đức Giê-hô-va, huống chi sau khi ta qua đời. Hãy nhóm hiệp những trưởng lão của các chi phái và quan cai các ngươi lại gần ta. Ta sẽ cho họ nghe những lời này nơi lỗ tai, và ta bắt trời cùng đất làm chứng nghịch cùng họ. Vì ta biết rằng, sau khi ta qua đời, các ngươi hẳn sẽ bại hoại, trở bỏ đường ta đã truyền dạy cho các ngươi. Trong ngày sau rốt, tai họa sẽ xông hãm các ngươi, bởi các ngươi làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, lấy những công việc của tay mình mà chọc ngài nổi giận. Môi-se đọc hết những lời của bài ca này cho cả hội Israel nghe. Chương 32. Hỡi trời, hãy lắng tai, tôi sẽ nói; và đất, hãy nghe những lời của miệng tôi. Đạo của tôi rải ra như mưa, lời tôi sa xuống khác nào sương móc, tợ mưa trò trên cây cỏ, tỉ như mưa tầm tã trên đồng xanh. Vì tôi sẽ tung hô danh Jehovah, hãy tôn sự oai nghiêm cho Đức Chúa Trời chúng tôi. Công việc của hòn đá là trọn vẹn, vì các đường lối Ngài là công bình ấy là Đức Chúa Trời thành tín và vô tội, Ngài là công bình và chánh trực. Chúng đáng mang xấu hổ vì đã phản Ngài, chẳng phải con trai của Ngài nữa. Quả là một dòng dõi gian tà và điên đảo. Hỡi dân khờ dại không trí, các ngươi báo đáp Đức Giê-hô-va như vậy sao? Ngài há chẳng phải là cha ngươi, Đấng đã chuộc ngươi chăng? Há chẳng phải Ngài đã dựng nên ngươi và lập ngươi sao? Hãy nhớ lại những ngày xưa, suy xét những năm của các đời trước. Hãy hạch hỏi cha ngươi, người sẽ dạy cho. Cùng các trưởng lão, họ sẽ nói cho. Khi đấng chí cao phân phát sản nghiệp cho muôn dân, phân rẽ những con cái Adam, thì Ngài định bờ cõi của các dân cứ theo số dân Israel. Vì phần của Đức Giê-hô-va là dân Ngài, Gia-cốp là cơ nghiệp Ngài. Ngài tìm được người trong một nơi rừng rú, tại nơi vắng vẻ giữa những tiếng hét la của đồng vắng. Ngài bao phủ người, săn sóc người, gìn giữ người như con ngươi của mắt mình. Như phụng hoàng, phấp phới giỡn ổ mình, bay chung quanh con nhỏ mình, xè cánh ra xớt nó và cõng nó trên chéo cánh mình thế nào. Thì một mình Đức Giê-hô-va đã dẫn dắt người thế ấy, không có thần nào khác ở cùng người ngài đã khiến người cởi trên các nơi cao của xứ israel đã ăn hoa quả của đồng ruộng ngài khiến người hút mật của hòn đá dầu của hòn đá cứng hơn hết và nuốt mỡ sữa bò và sữa chiên ngài ban cho người mở chiên con chiên đực sanh tại ba sang và dê đực cùng bột lọc nhất hạn của lúa mạch người có uống huyết của nho như rượu mạnh giê xu ruông đã mập mạp và cất đá. Người trở nên mập lớn và béo tròn. Người đã lìa bỏ Đức Chúa Trời là đấng dựng nên người và khinh dễ hòn đá của sự chứng cứu người. Chúng nó trêu ghẹo Ngài phân bì bởi sự cúng thờ những thần khác, chọc giận Ngài vì các sự gớm ghiếc. Tế lễ những ma quỷ chẳng phải là Đức Chúa Trời, quỳ lại các thần mà mình chưa hề biết tức là các thần mới vừa đến ít lâu mà tổ phụ các ngươi không kính sợ. Ngươi không kể đến hòn đá sanh mình và quên Đức Chúa Trời đã tạo mình. Đức Giê-hô-va có thấy điều đó, nên trong cơn thạnh nộ, Ngài đã từ bỏ các con trai và con gái mình. Ngài có phán, ta sẽ giấu mặt ta để xem sự cuối cùng của chúng nó ra sao, vì là một dòng dõi gian tà là những con cái không có lòng trung tín. Chúng nó dục ta phân bì vì cúng thờ thần chẳng phải là Đức Chúa Trời, lấy sự hư không mà chọc giận ta. Ta cũng vậy, lấy một dân tộc hèn mà treo sự phân bì của chúng nó, lấy một nước ngu dại mà chọc giận chúng nó. Vì có lửa nổi phừng trong cơn giận ta, cháy cho đến đáy sâu âm phủ, thiêu nuốt đất và thổ sản cùng cháy đốt nền các núi ta sẽ chất những tai vạ trên mình chúng nó bắn chúng nó hết các tên ta chúng nó sẽ bị đói hao mòn bị rét tiêu đi và một thứ dịch hạch độc dữ ăn nuốt ta sẽ khiến răng thú rừng và nọc độc của loài bò dưới bụi đến hại chúng nó ngoài thì gươm dao trong thì kinh khủng sẽ làm cho trai trẻ, gái đồng trinh và con đang bú luôn với người già bạc đều bị diệt vong. Ta nói rằng, ta sẽ lấy hơi thở ta quét sạch chúng nó đi, diệt kỷ niệm chúng nó khỏi loài người. Xong, sợ thù nghịch nhiếc nhắc, kẻ cừu địch chúng nó lầm hiểu, la rằng, tay chúng tôi đã tỏ sức cao cường, chứ chẳng phải Đức Giê-hô-va có làm mọi điều ấy đâu, vì là một dân mất trí trong lòng không có thông minh chớ chi họ khôn ngoan và hiểu được, ước gì nghĩ đến sự cuối cùng vẫn đợi họ. Nhược bằng hòn đá không có bán chúng nó, và Jehovah không giao nộp chúng nó, thì làm sao một người rượt nổi ngàn người, và hai người đuổi mười ngàn người trốn đi? Vì hòn đá chúng nó chẳng phải như hòn đá chúng ta, thù nghịch chúng ta cũng xét đoán như vậy. Cây nho chúng nó vốn là chồi của Sodom và do đất của Gomorrah trái nho chúng nó vốn là độc và chùm nho vốn là đắng. Rượu nho chúng nó là nọc độc con rắn, một thứ nọc độc rất dữ của rắn hổ. Những việc như thế làm sao ta quên được? Ta đã niêm phong nó vào trong kho ta. Khi chân chúng nó siêu tó, sự báo thù sẽ thuộc về ta, phần đối trả sẽ quy về ta vì ngài bại hoại của chúng nó hầu gần và những tai họa buộc phải xảy ra cho chúng nó đến mau. Phải, khi Đức Giê-hô-va thấy sức lực của dân mình hao mòn và không còn lại tôi mọi hay là tự chủ cho chúng nó thì Ngài sẽ đoán xét công bình cho chúng nó và thương xót tôi tớ Ngài. Ngài sẽ phán: Các thần chúng nó, những hòn đá chúng nó nhờ cậy, các thần hưởng mở của hy sinh và uống rượu của lễ quán chúng nó đều ở đâu? các thần ấy hãy đứng dậy giúp đỡ và che phủ cho các người. Bây giờ, hãy xem ta là Đức Chúa Trời, ngoài ta chẳng có Đức Chúa Trời nào khác. Ta khiến cho chết và cho sống lại, làm cho bị thương và chữa cho lành. Chẳng có ai giải cứu khỏi tay ta được, vì ta giơ tay chỉ trời mà thề rằng ta quả thật hằng sống đời đời khi ta mài lưỡi sáng của gươm ta và tay ta cầm sự đoán xét, thì ta sẽ báo thù kẻ cừu địch ta cùng đối trả những kẻ nào ghét ta. Ta sẽ làm cho các mũi tên ta say huyết, lưỡi gươm ta ăn thịt, tức là huyết của kẻ bị giết và của phu tù, thịt của đầu các tướng thù nghịch. Hỡi các nước, hãy vui mừng với dân Ngài, vì Đức Chúa Trời sẽ báo thù huyết của tôi tới Ngài, trả thù kẻ cừu địch Ngài, và tha tội cho xứ và cho dân của ngài vậy moses cùng josué con trai của nun đến đọc hết các lời bài ca này cho dân sự nghe khi moses đã đọc xong các lời này tại trước mặt cả israel thì người nói cùng chúng rằng hãy để lòng chăm chỉ về hết thảy lời ta đã nài khuyên các ngươi ngày nay mà truyền cho con cháu mình để chúng nó cẩn thận làm theo các lời của luật pháp này vì chẳng phải một lời nói vô giá cho các ngươi đâu, nhưng nó là sự sống của các ngươi. Nhờ lời nói này, các ngươi sẽ ở lâu ngày trên đất mà các ngươi sẽ đi nhận lấy khi qua sông giô -đanh. Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-xe rằng, hãy đi lên núi Abarim trên đỉnh Nebo ở trong xứ Mô-áp đối ngang Jericho, rồi nhìn xứ Canaan mà ta ban cho dân Israel làm sản nghiệp. Và ngươi sẽ chết trên núi mà ngươi lên đó và sẽ được tiếp về cùng dân ngươi y như Aaron anh ngươi đã chết trên núi Horer và đã được tiếp về cùng dân của người. Bởi vì tại giữa dân Israel các ngươi đã phạm tội cùng ta nơi nước Meriba tại Kade trong đồng vắng Sin và vì các ngươi không tôn ta thánh giữa dân Israel. Quả thật, ngươi sẽ thấy xứ ở trước mặt mình, nhưng không được vào trong xứ ấy mà ta ban cho dân Israel.